Lời tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Bạo loạn lớn ở Pakistan liên quan đến cáo buộc bán bổ nhà tiên tri hồi giáo. Nhật ký trừ tà số 219, hình xăm là cổng vào của quỷ. Nhật ký trừ tà số 200, ba chữ A để tiêu diệt ma quỷ. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Bạo loạn lớn ở Pakistan liên quan đến các buộc bán bổ nhà tiên tri Hồ giáo. Cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc với cáo buộc bán bổ sau khi anh ta bị cáo buộc xúc phạm đào hồi và nhà tiên tri Muhammad. Nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai, theo luật chống bán bổ gây tranh cãi của Pakistan, một người phạm tội bán bổ sẽ bị kết án tử hình. Cảnh sát chỉ xác định người đàn ông này là ông Điền, đến từ Trung Quốc và cho biết ông bị bắt vào tối Chủ nhật, vài giờ sau khi hàng trăm cư dân và người lao động làm việc trong một dự án xây đập chặn một con đường cao tốc quan trọng và biểu tình dữ dội để yêu cầu bắt giữ ông. Cuộc biểu tình diễn ra tại thị trấn Komela, nằm gần địa điểm xây dựng đập Dasu, dự án thủy điện lớn nhất ở Pakistan thuộc tỉnh Khyber, Kathakwa, giáp biên giới Afghanistan, theo lời cảnh sát trưởng địa phương Nazer Khan. Khan cho biết các viên chức cảnh sát đã nhanh chóng phản ứng với các cuộc biểu tình bằng cách giải cứu và bắt giữ công dân Trung Quốc, người sau đó được trực thăng quân đội chở đến thành phố Abbottabad ở phía tây bắc vì lo ngại anh ta có thể bị người dân tấn công. Khan cho biết an ninh cho các kỹ sư và công dân xây dựng Trung Quốc khác đã được tăng cường hơn nữa trong thị trấn nơi tình hình vẫn rất căng thẳng sau khi người đàn ông bị bắt giữ. Theo Khan, các cáo buộc phát sinh từ bất đồng tại nơi làm việc. Điền bị cáo buộc đã trở nên khó chịu và khiển trách hai tài xế địa phương vì đã dành quá nhiều thời gian trong công việc để cầu nguyện. Những người lao động khác sau đó cho rằng anh ta đã xúc phạm nhà tiên tri. Cảnh sát cho biết, Điền, người chịu trách nhiệm về vận tải hàng nặng tại dự án, sẽ bị xét xử theo luật bán bổ nếu các nhà điều tra chứng minh được anh ta xúc phạm đạo hồi không có bình luận ngay lập tức từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Islamabad. Khan cho biết đường cao tốc bị chặn sau đó đã thông xe trở lại và công việc tiếp tục tại đập Dasu, nơi có rất nhiều người Trung Quốc và hàng trăm người Pakistan làm việc trong dự án. Các cuộc tấn công của đám đông nhằm vào những người bị buộc tội bán bổ và thậm chí treo cổ nạn nhân rất phổ biến ở Pakistan, một quốc gia Hồi giáo bảo thủ. Các nhóm nhân quyền cho biết các cáo buộc bán bổ thường được sử dụng để đe dọa các nhóm thiểu số, tôn giáo và nhạc xếp thù oán cá nhân. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám đông giận dữ, biểu tình bên ngoài, một khu phức hợp rộng lớn là nơi ở các công dân xây dựng người Trung Quốc và Pakistan ở Komala. Có thể nghe thấy những người biểu tình hô vang, chúa vĩ đại, trong khi lực lượng an ninh nổ súng chỉ thiên để giải tán đám đông. Mặc dù các vụ bắt giữ người Hồi giáo và không theo đạo hồi với tội danh bán bổ phổ biến ở Pakistan, nhưng hiếm khi người nước ngoài nằm trong số những người bị bắt. Vào năm 2021, một đám đông đã hành quyết một người đàn ông Sri Lanka tại một nhà máy thể thao ở phía đông tỉnh Punjab và sau đó thiêu xác anh ta nơi công cộng vì cáo buộc anh ta xúc phạm các tầm áp phích có tên nhà tiên tri Muhammad. Vào tháng 7 năm 2021, công việc xây dựng đập ra đình chỉ trong vài tháng sau một vụ tấn công tự sát nhắm vào một chiếc xe buýt chở công dân Trung Quốc và Pakistan ở quận Kohistan, nơi có con đập vụ đánh bom đã giết chết 13 người trong đó có 9 công dân Trung Quốc. Trung Quốc đã nối lại công việc trong dự án vào năm ngoái khi Pakistan tăng cường an ninh. Các kỹ sư Pakistan và Trung Quốc đang cố gắng hoàn thành dự án vào năm 2026. Diễn biến hôm thứ hai diễn ra vào ngày sau khi cảnh sát Puket bắt giữ một phụ nữ hồi giáo với tội danh bán bổ sau khi cô này tuyên bố mình là một nhà tiên tri hồi giáo. Cô ấy đã bị bắt tại nhà sau khi một đám đông tụ tập bên ngoài. Yêu cầu cô ấy bị hành hình sau khi tin tức lan truyền về những tuyên bố bị cáo buộc là những lời tiên tri của cô ấy. Trong khi một đám đông người Hồi giáo dòng Sunni đã phá hủy một ngọn tháp tại ngôi nhà thờ Hồi giáo của người thiểu số Amadis ở quận Shagoda ở Punjab, Có khoảng nửa triệu người Hamadis ở Pakistan, nơi có dân số 220 triệu người. Pakistan tuyên bố Hamadi không theo đạo hồi vào năm 1974. Nhà và nơi thờ cúng của Hamadi thường là mục tiêu của các chiến binh Sunni, những người coi họ là dị giáo. Amir Mahmud, phát ngôn viên của cộng đồng Hamadi, cho biết vụ tấn công xảy ra trong đêm và được cho là có sự chứng kiến của cảnh sát. Không có bình luận ngay lập tức từ cảnh sát. chủ nghĩa thực dân tôn giáo của Thượng phụ Kirill mô tả tất cả người Ukraine chính thống giáo là con cái của giáo hội chính thống giáo Nga. Thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa và toàn Nga đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng giáo hội chính thống Nga chỉ tồn tại đối với người Nga và lưu ý rằng tất cả những người Ukraine theo chính thống giáo, kể cả những người đã ly giáo, đều là con cái của giáo hội chính thống Nga. Mọi thứ liên quan đến Donbass, vùng Lugansk, vùng Kharkov, những nơi mà người dân đang phải chịu đựng ngày nay đều rất đáng lo ngại và làm tổn thương trái tim tôi, bởi vì tất cả những người chính thống giáo sống ở đó đều là con cái của tòa thượng phụ mặc tư khoa. Thượng phụ Kirill nói như trên tại một cuộc gặp gỡ với những trẻ em đã đến mặc tư khoa từ Donbass và Ukraine vào hôm thứ năm. Một số thừa nhận này đều vui vẻ công nhận và tham gia vào đời sống của giáo hội của chúng tôi. Một số đã đi theo con đường tách biệt bất hợp pháp khỏi giáo hội của chúng tôi. Nhưng Chúa là thẩm phán của mọi người. Và đối với giáo chủ, tất cả những người chính thống giáo ở Ukraine đều là của Ngài. Những đứa trẻ, những người gần gũi với trái tim ông ấy, Kirill nói. Thượng phụ lưu ý rằng giáo hội Nga hiện diện ở hơn 60 quốc gia, hầu như ở mọi lục địa. Những người ác ý, bao gồm cả ở Ukraine, đôi khi cho rằng giáo hội này chỉ dành cho người Nga, nhưng điều này hoàn toàn không đúng, ông nói. Tất nhiên có nhiều người Nga, cư dân Nga hơn những người khác về tỷ lệ phần trăm. Nhưng xét cho cùng, tỷ lệ phần trăm không phản ánh sự đóng góp tinh thần của mọi người đối với đời sống của giáo hội. Thượng phụ Kirill lưu ý rằng, không có nhiều vị thánh, nhưng sự đóng góp của họ là không thể so sánh được với tất cả những người tự gọi mình là tín hữu chính thống giáo. Vì vậy, mọi tính toán số học đều không hoạt động ở đây, và tôi với tư cách là một giáo chủ không bao giờ áp dụng số học như vậy. Đối với tôi, tất cả những người chính thống giáo sống ở Liên bang Nga, ở Ukraine, ở Donbass, ở những nơi khác trên 60 quốc gia trên thế giới, tất cả đều là con cái của giáo hội chính thống Nga. Và tôi với tư cách là một giáo chủ nhận thức được trách nhiệm của mình với sự khiêm tốn hoàn toàn. Bình luận trước những luận điệu của Đức Thượng Phụ Kirill, Đức Tổng giám mục Epiphany, của Kyiv và toàn Nga cho rằng đó là chủ nghĩa thực dân tôn giáo của Kirill và hoàn toàn trái với giáo luật của chính thống giáo. Khác với giáo hội công giáo, chính thống giáo bao gồm các giáo hội địa phương với các lãnh thổ giáo luật giới hạn trong phạm vi quốc gia. Tượng phụ Kirill đang muốn biến chính thống giáo thành một định chế toàn cầu như công giáo. Trong đó, ông ấy là giáo hoàng. Nhật ký trừ tà số 219, hình xăm là cổng vào của quỷ. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có viết bài nhan đề Exorcist Diary No. 219, Tattoo as a Demonic Portal, nghĩa là nhật ký trừ tà số 219, hình xăm là cổng vào của quỷ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Khi thầy phó tế đổ nước thánh lên hình xăm của cô ấy, cô ấy đã hú lên. Nó đang đốt cháy tôi. Thực ra nước rất lạnh. Thầy ấy liên tục đổ nước thánh lên hình xăm trong khi tôi liên tục đọc lời cầu nguyện xóa bỏ hình xăm sau nhiều tháng cầu nguyện giải thoát, bao gồm cả việc trừ tà cho hình xăm này. Cuối cùng, nó cũng kết thúc. Hình xăm bây giờ lành tính và những con quỷ liên quan đến nó đã biến mất. Đáng ngạc nhiên, nó chỉ là một hình xăm của một vài bông hồng nhưng nó đã trở thành một cánh cổng ma quỷ khổng lồ và là tâm điểm chính của lễ trừ tà. Nó được kết nối với quá khứ của cô ấy với tư cách là một vũ nữ thoát y và mang âm hưởng tình dục với sự giúp đỡ của cha mẹ. Cô đã tìm được con đường rời khỏi câu lạc bộ để tìm một công việc bình thường và vào tòa giải tội. Tại một thời điểm, một số tay sai của Satan đã tấn công vào cô ấy và cố gắng lôi kéo cô ấy trở lại câu lạc bộ và ép buộc cô ấy hành nghề mại dâm. Một số người trong số họ có hình xăm quỷ trên cơ thể, bao gồm cả quỷ Baphomet và Akamana là một con quỷ ham muốn nhục dục rất may cha mẹ cô một lần nữa đến giải cứu và bảo vệ cô mọi người hỏi tôi nghĩ gì về hình xăm tôi nói thẳng với họ là tôi không khuyên họ xăm mình với một hình xăm ma quỷ người đó đã liên kết bản thân với thực thể ma quỷ ngay cả khi hình ảnh không mô tả điều gì xấu xa nhưng nếu nó liên quan đến những hành vi tội lỗi như với người phụ nữ trẻ này thì đó có thể là một vấn đề lớn hơn nữa, một số tiệm đã được biết là đã có nghi thức nguyên rủa mực xăm hoặc ghi các biểu tượng ma thuật bên trong các hình ảnh. Tôi tin rằng một số hình xăm lành tính về mặt tâm linh. Ví dụ, có một phụ nữ đã cho tôi xem một hình xăm quả dâu tây nhỏ trên mắt cá chân của cô ấy. Một số người thậm chí còn mong muốn xăm các biểu tượng tôn giáo lên cơ thể như cây thánh giá hay các ảnh thánh. Tuy nhiên, thay vào đó, Tôi khuyên bạn nên đeo một cây thánh giá được làm phép trên dây chuyền hoặc vé áo, hoặc đeo một chiếc đức bà màu nâu hoặc một huy chương phép lạ quanh cổ như tôi vẫn làm. Mẹ Chúa Giêsu hứa bạn ân sủng lớn lao cho những ai tin tưởng đeo ảnh của mẹ. Đúng là như thế. Tôi hy vọng rằng hình xăm là một mốt mà theo thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng. Nhật ký trừ tà số 200, ba chữ R để tiêu diệt ma quỷ. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào một vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary No. 200 The Three R's for Casting Out Demons nghĩa là nhật ký trừ tà số 200, ba chữ R để tiêu diệt ma quỷ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Sau một buổi trừ tà trực tuyến gần đây với chúng tôi, một phụ nữ đã chia sẻ kinh nghiệm của mình. Tôi đã có thể tham dự hầu hết các buổi học và nhận thấy rằng với mỗi buổi học liên tiếp, tôi ngày càng có thể đạt được sự chữa lành tâm linh. Trong nhiều năm, tôi đã bị một linh hồn ma quỷ đeo bám khiến tôi ghét Chúa và nguyền rủa Chúa Giêsu. Tôi đã tìm kiếm sự giải thoát trong một thời gian dài. Mỗi buổi học, tôi đang học cách đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công ác độc từ ma quỷ. Đặc biệt, tôi đã học được rằng tôi phải thực hiện ba error. Bây giờ, tôi có thể liên hệ với Chúa Giêsu một cách yêu thương mà không có bất kỳ cảm giác thù địch, oán giận hay giận dữ nào như trước đây. Ba chữ R để loại trừ ma quỷ này là Reject, Renounce và Rebook, nghĩa là từ chối, từ bỏ và quở trách. Trong các phiên trực tuyến của chúng tôi cũng như các lễ trừ tà long trọng trực diện, chúng tôi yêu cầu những người đau khổ xác định các linh hồn ma quỷ hiện diện và sau đó nói ba chữ R. Vì vậy, chẳng hạn, nếu một cá nhân xác định được sự hiện diện của một ác thần ham muốn, thì người đó sẽ nói: Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi từ chối, tôi từ bỏ và tôi của trách linh hồn ham muốn. Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi đã loại bỏ nó. Từ chối là thực hiện một hành động theo ý muốn có hiệu lực. Tôi không muốn có linh hồn ma quỷ này. Từ bỏ là trả lại cho ma quỷ bất kỳ lợi ích nào mong muốn hoặc nhận được trong mối quan hệ ma quỷ đề của trách là tố cáo mạnh mẽ linh hồn tà ác trong tiến trình giải thoát một bước quan trọng trong quá trình giải phóng là cắt đứt mối quan hệ giữa cá nhân và ác linh mặc dù một lời từ chối đơn giản có thể là đủ nhưng chúng tôi nhận thấy cần phải nhấn mạnh ba chữ er này kỹ lưỡng và dứt khoát hơn một chút sau khi người đau khổ đã chính thức từ chối linh hồn tà ác nhà trừ tà sau đó có thể viện dẫn quyền lực của giáo hội và dễ dàng loại bỏ nó hơn trong khi toàn bộ quá trình loại bỏ ma quỷ có thể mất một thời gian quy trình chính thức loại bỏ linh hồn ma quỷ sử dụng ba chữ r là một bước quan trọng trong suốt chặng đường tôi cũng nhận thấy ba chữ r này rất hữu ích trong việc vượt qua những cám dỗ bình thường của cuộc sống vốn thường được thúc đẩy bởi những linh hồn ma quỷ Bất cứ khi nào chúng ta bị cám dỗ, chúng ta có thể nói: Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi loại bỏ các ác thần và nêu tên cám dỗ đó. Tôi từ chối chúng, tôi từ bỏ chúng, tôi của trách chúng. Nhân danh thánh của Chúa Giêsu, tôi đuổi chúng đi. Cá nhân tôi thấy nó hữu ích. Tôi nghĩ những người khác cũng vậy. chương trình của chúng tôi đến đây là hết xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kênh tới lầu đế tua Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô